Ngày 12 tháng 1, Tòa Nhân dân tỉnh Đắk Nông đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án sản xuất buôn bán hàng giả liên quan đến Trịnh Sướng và 38 đồng phạm. Một bị cáo có giấy chứng nhận bị tâm thần được gửi đến tòa, do đó hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên sơ thẩm. Hội đồng xét xử cho biết 3 trên 39 bị cáo vắng mặt, trong đó một người vắng mặt không lý do và một người được gia đình gửi đến tòa một giấy chứng nhận bị bệnh tâm thần. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa để làm rõ về việc bị cáo gửi cho hội đồng xét xử giấy chứng nhận bị bệnh tâm thần. Luật sư cho rằng việc vắng mặt của bị cáo có giấy chứng nhận tâm thần ảnh hưởng rất lớn đến việc xét xử một số bị cáo khác, do đó đề nghị hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa để làm rõ việc này. Để đảm bảo trình tự tố tụng tiếp theo đối với bị cáo này, xem có bị tâm thần thật hay không, có đảm bảo sức khỏe để tham gia phiên tòa hay không và các bước tố tụng tiếp theo, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Dự kiến phiên tòa sẽ mở lại sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.